ơi, có thể xin được một tràng pháo tay của tất cả quý vị được không ạ? Hôm nay bây giờ mình vỗ tay theo nhịp nha. Tôi đã sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe chè tiếng nói. Lâu nay tôi đã sống với laptop TV, người đi qua nhau chẳng một có. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn phá không gian, giam cầm ta trong những yêu tư mỗi ngày. Sao thế ạ? Đón lại thế giới tôi đang nhìn, kìa trong giác đàn xa xa, ba bốn anh đang rất trâu ra đồng. Kìa trong thơ thì lanh đanh, tôm cá tươi, bác nhân dân cười vui. Kìa cô em miền Trung du trên núi cao, đôi má hay hồng đào. Kìa sông sắc rừng hoang vu, trong thôn quê mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo, chợ khuya xa ba tỉnh lai láng. Hôm nay tôi mới biết luôn nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay tôi mới biết mai ngôi vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và